Xin chào mọi người đã trở lại với kênh Cái Cảnh và Chị Miền Tây. Bữa nay Cảnh gọi đi lại mấy cái chỗ nuôi cá gần nhà quay cho anh em xem nè. Dưới đó là một cái dèo kết hợp với cái mùng nuôi cá của ông bạn nè. Ở đó ông giăng mấy cái dèo lưới, ông nuôi cá bể màu dưới đó. Ở ngoài kia ông làm mấy cái chai vi khuẩn quang hợp. Ở đây là giống như ngoài ruộng nha mọi người. Ngoài đây nhiệt độ buổi trưa nắng rất là nóng luôn. Trời ơi, cá lên thê ép rồi kìa. Nhìn nó đen còn hơn nãy luôn. Cái này mà ăn trùng này, trùng nào chịu nổi vậy nè. Ờ, ông ép cái cá gì trong đây mà quá trời luôn hả? Samurai. Samurai hả? Với bầy coi vàng với lô đó để vô chung luôn. Mấy bầy mà Hai nhiều bầy. vậy? Trời ơi, cứng cái thùng luôn kìa. Như đây trùng chỉ sang ăn đủ. Đủ. Đứa một ngày kia không đủ. Thôi lấy một trùng chỉ vô đây cho nó ăn luôn đi. Rồi ngoài cũng che luôn đó. Cái này cũng nó luôn hay gì vậy? Tôi xử lý hết trơn rồi. Quá chừng luôn nha mọi người. Ủa cái này mình ép cá mình tặng hay là sao? Ở ngoài kia ta có chỗ ép cá tặng mà trong đây không thấy ép tặng riêng chạy. Ở đây ép cũng tặng nữa. Mà tặng phải tặng tiền nữa không? Nó đây ông ép đậu nữa. Ừ, ông ép vậy đó. Chứ dần không? Hôm nay cá bảy màu này mọi người. Vô đây kiếm cá nào đẹp đẹp xin về coi ông muốn cho không? Đấy, cái này gồng đen hay gì không ông Đức? Samurai. Samurai hả? Ừ. Sao giống gồng đen vậy? Ông đưa tôi đó. Mua của ông đó đó. Phải ông, tôi có đưa ông nào đâu trời. Thì đó chiên cặp đó là. Nhớ lộn rồi đó ông ơi. Ủa, dân chiên cá mà không biết. Samurai là ta. Đen. Thấy giống đồng đen à. Giờ đồng giá 30 ngàn cho lựa được không? Đâu rồi, ốc đâu rồi? Hả? Có nuôi ốc không? Ô, đâu được. Đáng lẽ tôi bán 50 rồi. Đây nè, đây nè. Quá chực luôn nè. Cá già quá coi. Ô, tính đây có... Này bông súng hay gì không ông Đức? Ừ. Súng này đâu? Có bông không? Có. Không thấy bông gì à? Hồi trước á, đây chưa có chiếc chưa đây à. Thầy cứ bầy này cầu mấy ngàn con á. Hơn đủ ép ở dưới ghê không? Dạ mày ép. Chống thả xuống là đủ cho nó để vô dĩa đó đó, úp máy là đủ làm bọt là thảy ra giúp. Để em đây luôn hả? Ừ. Hay dữ trời. Đấy nó nè. Này mấy bầy, một bầy hả? Một bầy. Thầy một bầy cá này anh em. Giờ còn sao? Giờ bán sao? Còn trứng nước không quên nữa. Hết rồi, không đủ tôi ăn nữa. Hả? Ngồi ra thích ra ông biết quá. Ngồi ra ông biết mua đi, nãy em thấy có bán ngoài đó. Này vô chơi quậy quậy hồi chắc bị lao quá mọi người. Đây nè, trong đây có con Galaxy nè. Chống thì tôi ép phà phà ra, tôi quá gì tôi không ép nữa. Nói trước của mấy cái này là ép đợt hết rồi đó. Đây một con trong nhà chổng thì nó tơ chưa ép cái nào tôi nói con con mà. Đây còi đỏ. Quay có 600 mấy chục con. Samurai với Samurai. Ủa cá bé màu đâu chân rồi ông Đức? Nãy không có cá sao quay? Ông xuống dưới đó. Cái đó này là cho ông trùng tí luôn hả? À. Ừ, có dầm thêm. Rồi giờ gọi vậy, rồi giờ làm sao? Thì vàng 40 đó. Đây mình ra mấy cái dèo mình quay cho anh em xem nè. Hôm nay em nuôi cá bảy màu này nhóc chân. Cái này do trời nắng quá nó lên ít xíu nha. Cái này buổi chiều nước mát mát á. Gãi thức ăn lên là nó lên nghẹt hết.
bên đây này. Này cũng quá đã rồi. Này nuôi là lý tưởng không nha, phía kia có bèo Nhật luôn kìa. Bèo Nhật tốt nó lên cái lá trên mặt nước. Đây dưới đây cũng có luôn. À, không thấy cá. Bèo Nhật nhiều hơn cá luôn. Rồi anh em nào muốn mua cá cá bự cá nhỏ gì liên hệ Ngọc Ngọc Đức nha. Em Facebook tên vậy luôn. Em Facebook Ngọc Đức, Ngọc Đức. Không, tôi không chơi bán mạng ơi. Tôi không biết trên mạng. Tôi bán ở dưới mạng không không? Tôi bán dưới mạng mà. Ồ. Có cái kệ đó để đựng gì mà đựng ly đá ta? Và chủ có cho đó. Kệ đựng nước ha. Phải không? Ừ, Coca-Cola rồi đó. Đây cá này quá đẹp luôn nè. Nó chịu mấy đó, bà cho luôn. Lính ruột quá mà. Má bóc bóc mọi hết cái chục á. Không có ghi ấy luôn thấy không? Ngắm cá mà phải sảng khoái đó ngoạn nha. Sảng khoái mới trả tiền nha. Mấy con coi cơ sở kiếm bông đâu hết trơn rồi. Nó tụ quá chim mới gầy lại được có một con hai con kiếm đi bông à. Đâu có thấy con nào đi bông đâu. Mở vậy đó, nhìn kỹ mới có, nhìn kỹ mới thấy. Thường thường mắt thường nó thấy đâu. Mắt thứ ba mới thấy không? Ừ. Má vừa để quay lên kia cái nó hết hết chân tôi ơi. Ký trùng ăn sao đủ không biết. Đặt tại đi, ngày giao 5 kg đi. Quá nữa được cái luôn. Má hôm nay ông bán vậy mà ông không bán trên mạng sao tải à? Dính á. Cái này là cái chuồng đó. Thao này người ta cho nó nè. Bà chủ có cho mới chở về hôm qua đó. Không có không mua, có đi lâm mua à. Cái thao đó bả tắm còn bả gì mà. Bả tắm. Bả tắm luôn chứ không phải bả tắm còn bả. Đồ có ép được trả lại bao hàng luôn. Dân ép đá nó bự đủ nó đẻ cho một cái cảnh nó không biết nó là tự nhiên nó tơ thì họ vô chống lửa bự quá nó rồi không có con trống bự bằng nó mấy con trống nó chạy mấy trống này nè được nó không à này là máy không hả máy ừ, có con hay con trống rồi trống rồi để vô dưới mà hai con chấp rồi mấy dạng có rồi anh em ép cũng để bằng giá sỉ chưa hai con mập tới được rồi. Ủa mấy này chưa để cá hả ông Đức? Chưa, mới hai thằng nó mới để nước rồi. Chuẩn bị tắm hay gì? Tắm xong mới để hả? Chuẩn bị đưa mấy này ra nữa nè. Ngồi vô hồ kiếm đi dòng đủ quá vậy, 600 con nó đã rồi. Lên màu rồi. Đây có mấy con Nemo nè. Con gài là đủ. Bo bo đổi trùng với lạnh rồi. Má con này đẻ căn ngàn luôn cho cái bụng nó hết luôn. Cái đất này là của ông luôn hả ông Đức? Ừ. Đây là tới đó luôn. Lúa luôn đất già đó. Già với con lúa luôn. Sướng quá trời luôn à, đất rộng thanh thang. Đúng là cái thằng bo bo là hầm của ông là ông làm hay là ông đi vớt? Đi vớt á. Còn đi trong ngoại vợ nuôi có vợ nghỉ rồi có cái chỗ ông Điếc cũng chỉ điểm
điếc đủ mới vớt. À, đi ra nước đâu vô tình gặp con điếc trên lồng cơm ngồi, đi lên nó ngồi chết. Rồi xong rồi xong. Vô tình lụm cú mấy kiếm đó. Ông này ông bắt được ông điếc rồi ông tấn ông bắt lại ông này. Tấn đủ bắt qua bắt lại. Tôi gào lại liền chứ, đủ có ý tưởng đây cũng già, đủ quá năm ngữ chạy vô gặp gào lại đâu dám vô. Rồi tôi vô tôi mở gào lại, vô vớt vớt tôi gào lại. Không bí quá là cũng quay lại gào à. Không đâu dễ gì. Chạy gì có cái chỗ dưới nước mà rồi giờ vớt qua vớt lại người này gình người kia hoài chạy. Thấy tôi khỏe không? Tôi không nuôi cá gì hết trơn. Là khỏi đi kiếm miếng nước không? À, nuôi cá tôi đi coi đi chơi không à? Sao nhà vớt là đủ ăn rồi. À đây ông có chú nước có lần quần ông cha người ta không? Trời giờ có lắm chạy ra ngoài không? Ủa hôm nay mấy anh chim bay vô đây ăn cá được nào ta? Thôi không có lưới thôi coi đó. Bay vô luôn hả? Bay vô nó đậu cho tết đó. Cò hả chim? Chim. Chai á. Mấy con này màu. Ồ đây có vậy? Mấy con màu lưới coi từ coi Zalo. Mấy con đó chưa. Lách Galaxy luôn nha mọi người. Ừ. Nó tôi hôm đó tôi thấy kiểu vô đó con thùng đó đó. Thùng đây nè. Bắt lên hết rồi. Mấy con đó chưa ép. Giờ nó mua là nó có chỗ đâu làm nữa. Làm chắc ngày lấy 10 cái trùng á. Ủa ông ép về ông lên rồi động ốc làm dấu rồi bày nó cũng đâu biết hả? Biết không? Tôi ghi sổ sách đàng hoàng. Trong đó là bắt ăn con trong đây lửa mấy con lớn là 100 nè cá biển màu đẻ nè. Ba tính suối là biển màu đó. Biển màu là ngon hơn rồi. Nó đi màu nhiều hơn hả? À? Ừ. Ê, nãy giờ mình quay có nhiêu cá đó nha anh em. Nãy giờ ra khóa hồi chủ nhà đuổi gì luôn. Đây là nuôi quy khuẩn nè, bếp bê nè. Đây cái trại nhỏ mini nha mọi người. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Anh em nào có xem kênh thì đăng ký kênh ủng hộ luôn. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn.